Rồi hôm nay em đóng hàng cho anh Hà Thành Đức ha. Hà Thành Đức ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Em chuẩn bị đóng rồi nhưng mà quên quay, em phải tháo ra quay cho anh trước rồi để kiểm tra hàng cho anh trước khi giao. Đây là uống ống đồng inox 5/8. Uống ống đồng 5/8 là nó tương đương 16 ly ha. Hiệu ASEAN First Brand và hiệu này của Đài Loan ha. Mình thấy đường kính lỗ trước đây. À, đường kính lỗ nó đo được là khoảng lọc lòng đây. Lọc lòng đây, để lọc lòng đi. Đừng có kéo mạnh quá, bằng nhựa mà. Ra ngoài xíu đây, 17. 5/8 mình đo cho ra 12, 7 vậy. 15 mấy. Nè, nó lọc lòng luôn là khoảng 15 mấy mấy á. 15.3 ly. À, tại vì cái này nó bằng nhựa nên không có kéo mạnh ra được. Luôn cái cán của nó nè, cái cán ở dưới của nó dài 7 tấc, dài 70 ly. Cán trên của nó dài là 44 tấc, 40 cm. Hiệu ASEAN First Brand ha. Cái này là bù lông thép rồi nè. Hôm bữa em có thử thì cái này á, thì hiện tại là khách đã có khách người ta mua thì uống inox 8 gem là ok, uống được. Còn trên 1 ly rồi em chưa có thử qua. Nhưng mà em nghĩ là 1 ly 2 đổ lại là được. Còn hơn 1 ly 2 thì em chưa có, thì em không biết nó uống có được không, tại vì cũng chưa có thử. Nhưng mà 8 gem 1 ly rồi là uống được. Mà em đang nói inox đó nha. Còn nếu mà không có phải là hàng của ASEAN Fit Brand của Đài Loan này, hàng Trung Quốc, thì nó uống vô nó sẽ gãy liền. Nó gãy là gãy ở đâu? Nó gãy ở đây nè. Cái bát này nó chịu không nổi nè. Thằng Trung Quốc nó làm rất là dở, nó làm giống như pha gan vậy. Còn cái này á là bù lông thép rồi và nó ăn vô rất là sâu, bởi vậy nó rất là cứng nên mình bẻ nó được. Còn nếu mà thằng Trung Quốc là thua, tại vì em có quay một cái video em muốn thử inox 1 ly 2 rồi đưa vô là ống 12 ly là gãy liền, nhưng mà chỉ có hiệu này mới xài được thôi. Và em cũng đã thử qua rồi thì các bạn có thể lên trên cái trang của mình đó, kiếm cái video đó coi. Rồi giờ em gửi hàng luôn cho anh ở Lâm Đồng ha.